Hello, chào các bác nha. Hôm nay shop của Hoàng Nam xin lên một cái siêu phẩm mới, đó là dòng Đạt Nhĩ 3 các bác nha, chính hãng của Bikwan. Đây thì cái dòng cần này hôm nay em sẽ lên tĩnh cho các bác xem. Cần em đang cầm là 4,5 mét. Đấy, thương hiệu Bikwan chính hãng, lóng gốc có vòng chống nổ rất là chắc chắn anh em ạ. Với cái dòng này anh em có thể săn hàng thoải mái luôn các bác ạ. Đấy, phôi của nó carbon xoắn 8 lớp, công nghệ mới như này. Đấy, các cái lóng của nó là đều được bo đầu lóng và sơn chống nổ nhé. Đấy, thì cái cân này là đang ở cái mức 0 nhá, các bác có thể xem. Đó, bây giờ em sẽ đặt cái chai nước lên test tĩnh 5,5 cân. Cái này thì tùy theo size các bác nhá, nó có thể test được từ 5,5 cân đến hơn 6 cân tùy theo size. Thì cái size 4,5 này nó lên được 5,5 cân rồi. Đấy, thì những cái size to hơn thì anh em có thể về tự thẩm nhá. Đấy, cái này thì hàng có bảo hành cho anh em 1 năm một lóng bất kỳ, trừ lóng gốc. Đấy, khi mua hàng anh em hoàn toàn yên tâm. Đấy, em có tặng thèm cho các bác là một con phụ và một phao nhá. Đây các bác có thể thấy nhá, lên 5,5 cân đây. Đó. Ok nhé.